Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 14 tháng 12 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cấp bến ạ, ngập nhà, đủ những cái dòng hàng kg đẹp đáng sưu tầm và những cái cây hàng lan đang những cái chậu lan thuần mà thời điểm hiện tại đang nụ để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức những cái bông hoa Tết, hoa xuân đẹp trọn vẹn nhất với cái giá vô cùng là yêu thương ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô lan Phượng Vĩ, về hàng về đẹp mộng mơ luôn, cây cắt đều tăm tắp và tươi roi rói như thế này này. Một cái dòng lan mà với những cái vòi hoa vươn cao với sắc hoa đỏ rực rỡ, và vòi hoa vươn cao có thể đến cả mét mét hơn và phân nhánh chi chít với cái sắc hoa đỏ rực rỡ vô cùng là tuyệt vời. Dễ thuần dễ chăm ạ. Cô chú anh chị về có thể ghép vào trụ này, hay là cô chú anh chị có thể buộc ngay lên cả những cái cây ở xung quanh nhà. Đến mùa hè đến, những cây Phượng Vĩ này sẽ nở những cái bông hoa rực rỡ vô cùng là tuyệt vời, đỏ cả một góc trời luôn cô chú anh chị nhé. Dễ thuần dễ chăm vô cùng đẹp, nói chung là rất là đẹp. Hàng hôm nay thì em xin phép để với giá là 80.000 cho 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. 80.000 cho 1 kg những cây Phượng Vĩ cắt đều tăm tắp đẹp như thế này ạ. Và tiếp sang bên này đây là cái lô hoàng thảo hoàng lạp này. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái lô hoàng thảo hoàng lạp ạ. Quá là đẹp đúng không ạ? Hàng cắt tỉa kỹ luôn cô chú anh chị này. Thân xanh mướt và hiện tại thì những cái mắt nụ của những cây hoàng lạp này đã bắt đầu là sưng những mắt nụ rồi ạ. Những mắt nụ đã bắt đầu sưng, tích dưỡng chất để sưng những mắt nụ, chờ đợi cho một mùa hoa vàng với những chùm hoa vàng rực rỡ mùa xuân đây. Và cái dòng lan hoàng lạp này em bán với giá là 130.000 trong kg thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái lô sơn thủy tiên ạ. Cô chú anh chị có thể thấy được cái sự khác biệt giữa sơn thủy tiên và hoàng lạp ạ. Khá là giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì cô chú anh chị có thể thấy là những cái rễ giả hành của sơn thủy tiên này nó căng và nó căng mướt hơn và cái bản lá dày hơn. Cô chú anh chị có thể thấy là rõ như vậy và rất là nhiều lá hơn nhé cô chú anh chị nhé, lá tròn hơn. Đấy, hoàng lạp thì lá nó sẽ mỏng hơn và ít lá hơn, cũng như giả hành nó không căng bằng sơn thủy tiên đâu ạ. Và cái dòng sơn thủy tiên thì em xin phép được bán là 180.000 trong 1 kg. Hàng dề vừa tầm ghép luôn, những căng, những cái giả hành căng nủ. Nói chung ấy, lô sơn thủy tiên về không có điểm nào để mà che được luôn ạ. Không có điểm nào để mà chê luôn cô chú anh chị. Những cái mắt nụ ở sưng rất là lớn rồi thời điểm bây giờ này. Đó, dòng sơn thủy tiên thì hoa rất là thơm và bền hoa. Còn sang bên này đây thì lô long tu xuân. Hôm nay em lại về thêm những cây long tu xuân. Một cái dòng lan có thể nói rằng là sai hoa nhất trong tất cả những cái dòng lan rừng cô chú anh chị ạ. Và thời điểm bây giờ là cái thời điểm vàng để cô chú anh chị mình có thể trồng những cây long tu xuân này và được thưởng thức hoa trọn vẹn nhất nhé cô chú anh chị nhé. Cây đang nghỉ và đang chuẩn bị cho một mùa hoa đẹp nhất, cũng như là một mùa mầm tuyệt vời nhất ở mùa xuân đây cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Nay thì em cũng có những rề nó rất là lớn luôn ạ cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn cái dòng long tu xuân của ngày hôm nay. Và giá ở đây em xin phép được bán là 180.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Dễ thuần dễ chăm mà hoa thì sai, rất là sai ạ. Sang bên này đây là dòng giáng hương tam bảo sắc này. Một cái dòng lan mà có lẽ là bất cứ một ai chơi lan cũng không thể nào thiếu trong sân vườn luôn ý ạ. Một năm nếu như là anh chị là những người chơi lan mà chơi lan ạ, thì em nghĩ đã từng được thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc rồi ạ. Thì nếu như một năm mà cô chú anh chị không được thưởng thức cái mùi hương tam bảo sắc, chắc chắn cô chú anh chị sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vì cái mùi hương vô cùng là tuyệt vời của nó ạ. Tam bảo sắc em bán chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3-0,5 kg rồi. 0,3-0,5 cô chú anh chị cũng có thể được những giò tam bảo sắc rất là đẹp để mà thưởng thức hoa xuân rồi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan kiếm đỏ bóc đô. Một cái dòng hàng mà có mùi hương thơm, mật ngọt rất là quyến rũ luôn ạ. Cây kia, cái kiếm đỏ bóc đô này này, cô chú anh chị nào đã từng chơi hoa kiếm đỏ rồi thì biết ạ.
hoa có thể nở rất là nhiều những sắc màu, và bông hoa có thể là đỏ đậm hay là đỏ nhạt, nói chung là nhiều sắc màu, mà hoa thì rất là thơm. Kiếm đỏ Bắc Đô hiện tại cây đang bắt đầu là chuẩn bị trong mùa nụ, thì em đang bán với giá ở đây chỉ có giá là 90.000 trong kg kiếm đỏ Bắc Đô thôi nhé. Ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Cái lô hàng ngọc thạch ba màu Bắc về thân căng như thế này, nói chung là cái mùa mà trong năm đẹp nhất, cô chú anh chị đừng bỏ qua những cái giai đoạn quá là đẹp để cô chú anh chị mình ghép những cây thân thòng. Khi mà mầm gốc nó chưa lên cũng như là chưa có nhú nụ, cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa trọn vẹn nhất cô chú anh chị ạ. Ngọc thạch ba màu cây đều và thân mập nú này. Giá ở đây chỉ có giá 130.000 trong kg thôi. Cái dòng ngọc thạch ba màu Bắc này thì hoa sẽ khi mà sổ ấy thì nó sẽ ra ba cái màu sắc rất là sắc nét, mà hàng Bắc thì thân rất là căng mập, nó không có như hàng Lào đâu cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có dòng đùi gà tròn của vùng Tây Bắc, một trong những vùng miền mà được đánh giá là những cây đùi gà có thể cho những cái bông hoa vô cùng tuyệt vời. Hiện tại những cây đùi gà của vùng Tây Bắc đang nhú nụ này cô chú anh chị này, đang nhú nụ và hàng cắt tỉa cũng rất là kỹ luôn đấy ạ. Đây ạ. Cái dòng hàng mà có mắt nhung đen, hoa rất là đẹp, mà cây bây giờ đã rụng lá như thế này và hàng cắt tỉa kỹ, cô chú anh chị mua phải nói là siêu lợi cân luôn ạ. Hàng đùi gà vùng tròn vùng Tây Bắc với giá em bán là 170.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Một hai cái thân hoa thôi cô chú anh chị cũng ngắm đã mắt luôn với cái vẻ đẹp của dòng đùi gà rất là rực rỡ. Và bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn của vùng Cao Bằng này. Đùi gà tròn vùng Cao Bằng thì em còn có hai lô. Đấy, lô này em gọi là lô số 1 ạ. Lô số 1 em xin phép được bán với giá là 80.000 cô chú anh chị nhé. Lô đùi gà tròn Cao Bằng này. Lô số 2 này. Lô số 2 là cái dề khá là lớn cô chú anh chị ạ. Dề khá là lớn luôn. Đẹp. Đây, cây này cũng đang nụ này. Ồ, cái chỗ này có ba dề, mà cái dề này thì em thấy là cũng đã nhú nụ rồi. Cô chú anh chị nào đã từng được thưởng thức gà tròn vùng Cao Bằng rồi chắc chắn đều có một cái cảm nhận riêng rằng là ít có vùng miền nào có hoa đẹp như gà tròn vùng Cao Bằng lắm ạ. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 90.000 nhá cô chú anh chị nhá. Lô gà tròn vùng Cao Bằng này 90.000 này. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những cây hỏa hoàng cam cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoa mà với cái sắc hoa cam lửa, cái vòi hoa vươn cao vô cùng xinh đẹp và chi chít là hoa sai bông trên một cái cần hoa luôn đấy ạ. Và hỏa hoàng cam này em đang để giá là 80.000 trong kg nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg rồi. 0,2 là cô chú anh chị mình có thể có những dòng hỏa hoàng cam quá là xinh đẹp để mà thưởng thức hoa đấy ạ. Hỏa hoàng cam nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có hai cái lô hoàng nhạn duy nhất thôi cô chú anh chị này. Cây rất là lớn luôn. Cái lô này gọi là lô số 1 này. Lô số 1 là 4 cây... Lô số 1 là 3 cây hoàng nhạn này đi, em bán 50.000 này cô chú anh chị này, 3 cây hoàng nhạn. Lô số 2 cũng là một cặp đôi 2 cây, em xin phép được bán có 50.000 thôi. Những cây nhạn rừng này, nó không có được đẹp mã nhưng mà đảm bảo lại rất là khỏe cây. Lô số 3 là 2 cây to bự luôn, em bán là 70.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cái mùa thân cây tóp lá nhưng lại là mùa ghép rất là đẹp. Còn sang bên này đây sẽ là những cây lan hài mốc hồng cô chú anh chị ạ. Hài mốc hồng, một trong những dòng lan hài mà vô cùng là xinh đẹp và lại nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết nữa. Những cây hài mốc hồng này hiện tại thì em đang thấy là một số cây đã đang có mèo nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đẹp, cô chú anh chị có thể thấy là những cây hài mốc hồng thời điểm bây giờ lác đác thì đã có vài cây hài mốc hồng đã có mèo nụ như này rồi. Những nơi khác thì người ta sẽ bán hài mốc hồng và người ta chọn cây mèo ra riêng. Tuy nhiên thì hiện tại là hàng mới đang bắt đầu là mèo thôi, chứ còn dòng hài mốc hồng này cũng rất là sai bông đấy cô chú anh chị. Có những cây mà sớm thì nó đã đang mèo nụ như thế này nhá. Và em thì em cũng không có bán hàng riêng đâu cô chú anh chị ạ. Em sẽ bán chung như thế này và chủ yếu là em bán hàng cây giống thôi ạ. 1 kg của hài mốc hồng nhận được vài trăm cây hài luôn ạ. Và em bán với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi nhá cô chú anh chị nhá. 150.000 cho 1 kg thôi. Và mùa nụ mùa hoa chính là mùa ghép rất là đẹp của tất cả bất cứ một cái dòng lan hài lan nào luôn đấy ạ. Đây em sẽ bán ngay từ 0,3. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em một cái lô mà 0,3 này cô chú anh chị này. Đó, với 0,3 như vậy thì cô chú anh chị của mình có thể nhận được khoảng tầm 5, 6, 70 cây hài mốc hồng ạ. Thế ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp tuyệt vời của rất là xinh đẹp của dòng lan hài mốc hồng ạ. Cây bé nhỏ nhưng mà khi mà ra hoa to như cái chén mắt trâu luôn ấy cô chú anh chị. Hoa rất là to mà cực bền, hoa rất là yêu luôn ạ. Đó, nên là chính vì vậy mà trong khi đó thì nên là năm nào Tết đến xuân về bên Trung Quốc cũng bán sang bên Việt Nam mình rất là nhiều những cây hái mốc hồng này luôn. Mà giá thì một chậu vài cây thôi cũng vài trăm, cũng đến 100.000 đến hơn 100.000 cô chú anh chị ạ. Trong khi đó thì bên Việt Nam mình cây giống thì thực sự nó quá là dồi dào như thế này. Đó, tội gì mình không thể tự trồng tự thử nghiệm ạ. Với giá rất là rẻ, với giá cả một lô như thế này có 45.000 thôi đúng không ạ? 45.000 thôi, nói chung là rất là đáng để mà mình trồng thử nghiệm.
trong khi là hàng mình thì cứ phải đi nhập hàng nơi khác về mình chơi. Và sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, rất là xinh đẹp đấy cô chú anh chị. Mỗi một cái cây hồ điệp lá biên như vậy đấy ạ, nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 3 ngồng hoa trở lên nhé, rất là xinh. Và cô chú anh chị biết rồi, cái độ bền của dòng lan hồ điệp ấy bao giờ cũng sẽ là hơn 2 tháng. Một cái cây hồ điệp mà lá biên lá phát tài xinh đẹp như vậy, với hai cần hoa khi mà nó nở, cô chú anh chị cũng chỉ cần có một chậu thôi để trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc ạ. Một chậu thôi cũng rất là xinh đẹp rồi, tạo cái không gian rất là sáng cho cái khoảng không gian khu cái phòng làm việc hay là cái phòng khách hay là phòng ngủ của mình rồi cô chú anh chị này, với độ bền hơn 2 tháng nhé. Và cái hàng này thì hoa của nó sẽ nở Tết luôn. Và một cái chậu hồ điệp xinh đẹp như vậy em chỉ bán có 45.000 thôi cô chú anh chị này. 45.000 thôi nhá. Cây thì rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Nhìn rất là yêu luôn như thế này. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn một cái chậu nó lớn và nó rực rỡ hơn ý ạ, thì cô chú anh chị mình có thể lấy khoảng tầm 4 5 chậu để cô chú anh chị mình ghép lại. Đó, ghép lại thì mình sẽ có một cái hồ điệp nó đẹp hơn. Đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, đây là sắc hoa của dòng hồ điệp lá biên lá phát tài này nhá. 45.000 cho một chậu thôi, và cô chú anh chị có thể nhìn cho em là cây nó rất là khỏe và rất là xinh như vậy. Và bên này sẽ là những cái cây năm cánh trắng Phú Thọ này cô chú anh chị này. Cái lô năm cánh trắng Phú Thọ này thì thực sự là hôm nay thì em ôm một cái lô hàng bởi vì nó quá rẻ cô chú anh chị ạ. Mấy cây Phú Thọ một chậu là một cây cô chú anh chị nhá. Thân mập nú luôn và chiều dài từ 6-70 cm trở lên. Đó, một chậu một thân, và em có cái hàng mà em đã kích hoa rồi. Và có hàng em chưa kích hoa cô chú anh chị nhé. Thì những cái chậu mà em đã kích hoa rồi ạ, thì em xin phép được bán với giá là 80.000 à 90.000 cho một chậu. Đấy, những cái chậu mà đứng ngọn và em đã kích hoa thì em sẽ bán là 90.000 cho một chậu. Còn những cái chậu nào mà em chưa kích hoa nhé, dòng này hàng bảo hành mặt đông Phú Thọ nhé cô chú anh chị nhé. Thì những cái chậu mà em chưa kích hoa ấy ạ, em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? Những cái chậu mà chưa kích hoa ấy, em xin phép được bán với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi. Và thân thì phải nói là siêu mập và đẹp luôn. Cái dòng Phú Thọ, cô chú anh chị biết rồi. Một cái dòng lan ở hàng ở đây là bảo hành chuẩn mặt bông là dòng Phú Thọ nhé, cô chú anh chị nhé. Một cái mặt bông chính là cái nền, cái dòng lan cơ sở của cái dòng lan va ấy ạ. Chính là cái dòng cơ sở của dòng lan va đấy ạ. Đó, cái chậu Phú Thọ rất là đẹp như thế này. Hàng chuẩn mặt bông cây giống chỉ có 90.000, 80.000 trong một cái chậu Phú Thọ thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan vũ nữ cá mập thơm nức nở luôn. Cái hàng này mà nếu như là dưới ánh nắng ấy ạ, nó ánh sáng rất là đẹp luôn. Cái dòng cái vũ nữ cá mập này với cái sắc hoa tím và bông hoa to, thơm nức mũi cô chú anh chị nhá, siêu bền hoa. Đó, cực kỳ là bền hoa. Một cái chậu như thế này mà cô chú anh chị để trong phòng khách thì đúng là sáng hôm sau toàn bộ cái không gian ướp mùi hương thơm tuyệt vời luôn ạ. Và một cái chậu lan vũ nữ cá mập này nó khỏe và đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Đang nụ, nói chung là cũng có những cái chậu nó đang nở hoa như thế này rồi. Tuy nhiên thì về cô chú anh chị mình thoải mái thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài. Đó, chậu thì quá là khỏe luôn cô chú anh chị ạ, đẹp. Cây rất là khỏe, vừa nụ. Cây giống khỏe và một cái chậu như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi này cô chú anh chị này. 100.000 thôi nhé cô chú anh chị. Còn sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, đẹp mê ly luôn cô chú anh chị. Thân nào thân đấy thắt đốt sáng bóng. Và hiện tại thì đang có đâu đây là có một số thân đã nhú nụ rồi. Với cái tiết trời đi sớm như thế này thì năm nay sẽ có rất là nhiều những cái loại lan rừng sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết luôn đấy cô chú anh chị. Đấy. Đấy, thân hàng này không chỉ đẹp hoa, không chỉ đẹp thân mà còn hoa còn vô cùng tuyệt vời. Cái dòng hoàng thảo chuỗi ngọc nhé. Cũng là một trong những dòng lan mà nhiều cô chú anh chị trồng cũng sẽ cảm thấy là nó cũng không phải là cây dễ dàng lắm. Và cũng là một cái cây lan trồng rất là khá là khó tính đấy. Em cũng cảm thấy là như vậy. Một cái chậu chuỗi ngọc như vậy này, thân căng mướt và rơi vào 6, 7, 8 thân hoa trở lên. Đó, và giá ở đây em chỉ bán có 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đó chính là lý do vì sao mà em không bán cái hàng 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 cân, bởi mặc dù là bây giờ đang là cái mùa ghép chuỗi ngọc đẹp nhưng em vẫn không chọn chưa chọn cái hàng cân để em bán, bởi vì em có một cái lô chuỗi ngọc hàng chậu này nó quá đẹp và quá rẻ, quá đẹp và quá rẻ luôn. Nếu như cô chú anh chị nhìn cái chậu chuỗi ngọc này so với cả hàng chuỗi ngọc mà là hàng cân ấy, cô chú anh chị sẽ cảm thấy là cái cây chuỗi ngọc hàng chậu này nó quá là đẹp và đầy sức sống hơn rất là nhiều đó.
Và cô chú anh chị mua hàng cân thì chắc gì với số tiền như vậy cô chú anh chị đã ghép được một giò đẹp như vậy đúng không ạ? Nên là chính vì lý do đó mà em không có bán hàng cân, có 160.000 cho một chậu chuỗi ngọc rất là đẹp như thế này thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Pháp ạ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái chậu giả hạc Pháp, cũng là một trong những dòng lan mà chủ về hoa là nở vào thời điểm Tết. Cái dòng này thì không chỉ đẹp hoa, sai hoa từ gốc đến ngọn đâu ạ, mà cô chú anh chị có thể nhìn cho em, ngắm thân cho em đi ạ. Thân thuôn dài mềm mại và rất là đẹp luôn như thế này. Một chậu rơi vào 7, 8, 9, 10 thân. Đó, rất là đẹp. Sai hoa từ gốc đến ngọn như vậy. Và một cái chậu giả Pháp như thế này em đang bán chỉ có 130.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò lan thanh đạm Indo ạ. Với nhiều anh chị chơi lan thì có lẽ là việc sở hữu một cái giò thanh đạm Indo trong sân vườn nó được coi như là một cái chân ái luôn, bởi vì cái hương vô cùng tuyệt vời của nó. Những cái chậu thanh đạm Indo hiện tại em đang có những chậu nó đang có hoa, hoặc là những cái chậu nó đang có nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đó. Thì hàng này thì kể cả nó đang có hoa như thế này rồi, về cô chú anh chị vẫn còn được thưởng thức hoa trong cái thời gian một cái thời gian khá là dài cô chú anh chị ạ. Thơm vô cùng luôn. Thì một cái chậu thanh đạm Indo đang hoa như thế này nhá, em bán là 170.000 ạ. Còn những cái chậu nó đang nụ này, cô chú anh chị chọn hàng đang nụ ấy ạ, em xin phép được bán là 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Và ngay cả có em có cả những cái giò thanh đạm mà thời điểm bây giờ nó chưa có nhú nụ này cô chú anh chị này. Đâu nhỉ? Đây này, cô chú anh chị này. Những cái giò nó rất là khủng và khỏe, thân khỏe, căng đẹp như thế này. Thì một cái giò như vậy em bán là 220.000. Thì cô chú anh chị muốn lấy cái hàng nào thì cứ báo em cô chú anh chị nhé. Bên này đây ạ, em có một cái lô Vanda và hàng đang nụ cực kỳ là xinh luôn. Cái hàng này thì cô chú anh chị sẽ chơi hoa từ Tết dương lịch cho đến Tết âm lịch luôn cô chú anh chị này. Đang nụ rất là đẹp. Với dòng Vanda với những bông hoa to đùng và hàng em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Về cô chú anh chị chỉ việc treo và thưởng thức hoa thôi cô chú anh chị nhé. Muốn sang một cái chậu mới cho sang chảnh hơn thì cô chú anh chị sang chậu. Còn không cứ để nguyên như vậy cô chú anh chị mình thưởng thức hoa thôi ạ. Dễ sống dễ chăm vô cùng luôn này. Và một cái chậu Vanda này em đảm bảo cô chú anh chị rằng lẻ ngang giá xỉ luôn. 110.000 cho một cái giò Vanda này thôi ạ. Đó, 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và đây thì hiện tại em đang có 3 màu, 4, 5 màu sắc cô chú anh chị mình lựa chọn mà hàng chuẩn. Mặt sắc bông số 1 này. Mặt bông số 2 ạ. Và mặt bông số 3 màu hồng ạ, mặt bông số 4 là màu đỏ này. Và mặt bông số 5 cũng là màu đỏ nhưng sẽ là đỏ đậm nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, cây rất là khỏe như thế này và nụ thì cực đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Nụ hoa Tết và nụ hoa chơi Tết dương chơi Tết âm luôn cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan cắt lại mà cô chú anh chị biết rồi. Dòng lan mà người ta mệnh danh như là nữ hoàng của các dòng lan. Và hàng này thì bên em cũng sẽ bao chuẩn mặt bông hoa cho cô chú anh chị mình. Đó. Và một cái giò cát như thế này này, nó cho mình hoa quanh năm, nên là cô chú anh chị không cần phải lăn tăn là hàng đang nụ hay chưa nụ đâu ạ. Những cái cây lan mà mình lấy về nhà rồi bắt đầu nó mới cho nụ và cho hoa thì chắc chắn cô chú anh chị mới là những cây lan gọi là được thưởng thức hoa, ngắm hoa theo đúng nghĩa là căng và đẹp nhất ạ. Một cái chậu như thế này em bán chỉ có 80.000 thôi. Cái dòng cát lai A cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, có những cái bụi nó rất là to như thế này. Đây chính là cái mặt hoa này đây ạ. Đấy, bụi to như thế này chính là cái mặt hoa hồng kia nhá. Và hoa này là hoa tầm trung. À, còn lại đều là những cái dòng hoa đại này, rất là xinh. Đó, hoa vàng, hoa cánh cam này, lưỡi đỏ này, đẹp mê luôn ạ. Và hoa cánh xanh ngọc lưỡi đỏ nhá. Và cánh hoa phớt tím lưỡi đỏ họng vàng, dòng hoa đại. Thì những cái cây hoa chậu cây hoa đại này nó sẽ ít cây hơn, cắt một lá này, nó ít cây hơn một chút và đồng giá chỉ có 80.000 ạ. Rồi ạ, sang bên này đây ạ. Một cái dòng mà những cái dòng dendro mà có lẽ là bất cứ một ai chơi lan yêu thích cái dòng dendro này chắc là không thể nào mà không sưu tầm cho bằng được đâu ạ. Cái dòng dendro chớp tím đỏ xưa. Một cái mặt bông mà trước đây tiền triệu cho một hoa cô chú anh chị nhá, một bông một thân đấy ạ. Hoa đẹp mê xuất sắc như thế này. Đó. Giá trên thị trường hiện tại vẫn cứ còn rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì cái giá mà em đang bán cho cô chú anh chị ở đây sẽ rất là yêu thương luôn cô chú anh chị này. Chớp tím đỏ xưa cô chú anh chị cùng em ngắm nhé. Đây, mặt bông mà người ta bán cách đây 5 tháng 12 đúng không ạ? À, một cái chậu như thế này chỉ có 2 ki, bé tí tẹo thôi, người ta bán 350.000. Đây, đó, 350.000 cho một cái chậu bé tẹo như vậy nhé. Còn hiện tại thì em đang có này cô chú anh chị này, hàng này hàng em chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình luôn đấy ạ.
Đây, nhân kỳ cô chú anh chị nhìn thấy rõ ràng cắt từ cái thân mẹ ra nhá. Bảo hành hoa cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, chậu nhiều thân đẹp như thế này, 3 thân trong một chậu, ít nhất là 3 thân trong một giò. Giá chỉ có 350 nghìn trong một giò thôi ạ. Và bên này đây là, sẽ là dòng đen đô chớp bịp nhá, không còn nhiều hàng đâu cô chú anh chị. Cũng là một trong những cái mặt bông mà hiện tại đang được nhiều anh chị. Một cái dòng lan thơm nức mũi mà chắc là anh chị chơi dòng đen rô này đều muốn săn tìm đúng không ạ? Thơm và hoa siêu bền cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì một cái giò như thế này này, nó đang có nụ và đang có hoa. Đảm bảo cô chú anh chị về chơi cả tháng luôn nhé cô chú anh chị nhá. Một cái chậu đen đô như vậy ạ, rơi vào 3 thân trong một giò. Em đang bán chỉ có giá là 160 nghìn trong một chậu thôi cô chú anh chị này. 160 nghìn trong một chậu thôi. Đây, đang nở hoa nhưng mà đang nở vài lác đác vài bông hoa bên dưới thôi ạ. Một rề duy nhất ạ, thông đất hay còn gọi là dâu rồng ạ. Một cái cây mà người ta điều hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là đắc lực. Và cây này thì không phải là khi mà có bệnh rồi người ta mới dùng đâu, mà người ta có thể sử dụng ngay khi mà vẫn đang khỏe mạnh, bởi vì nó có thể giúp mình duy trì và duy trì ổn định cái trí nhớ rất là tốt luôn ấy. Thì cái rề này vừa trồng làm tiểu cảnh nhá, mà có tác dụng rất là dược liệu, rất là tuyệt vời. Cái dề này có một dề này thôi ạ, em bán với giá là 70.000 cho dề này nhá, nguyên một dề luôn cô chú anh chị ạ. Cái này đây sẽ là bạch ngọc đuôi công ạ. Dòng bạch ngọc đuôi công thì cô chú anh chị mình biết rồi đấy ạ. Một trong những dòng địa lan mà có thể nói rằng đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan, về cái hương thơm cũng như là cái vẻ đẹp. Một trong những dòng địa lan hoa rất là thơm và nở hoa thời điểm Tết, nên cô chú anh chị có thể thấy là bây giờ cây đang nụ rồi. Mỗi một lô như vậy, lô gần như là lô nào cũng đều có nụ ấy cô chú anh chị. Lô này em gọi là cái hình số 3. Và hình số 3 này em xin phép được bán với giá chỉ 130.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Có cả một phần như vậy và có cả là cây đang nụ. Và hình tiếp theo sẽ là phần số 4 này, cả lô căng mướt đẹp như vậy em bán là 130.000. Và phần số 5 này cũng nguyên một rề luôn, nhiều cũng đang có nụ đây này cô chú anh chị này. Đấy, nói chung là em bán là 130.000. Chỗ này nguyên một rề này, cũng đang nụ cô chú anh chị ạ. Cái dề này thì nó bằng cái hàng thuần luôn đấy cô chú anh chị. Dề này xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá, nguyên một dề. Bên này đây ạ, dòng năm cánh trắng họng hồng ạ. Cái dòng năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị cùng nhìn cho em này, chậu bao nhiêu thân đây mà đã ra cái tác phẩm đẹp như thế này rồi, sai hoa và rất là thơm. Cái nền hoa năm cái họng hồng nổi bật trên năm cánh trắng rất là tuyệt vời luôn. Và những cái chậu năm cánh trắng họng hồng của em hôm nay thì hàng đang là hàng chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình nhá. Nhìn thân cây như vậy thôi, đến mùa hoa chắc chắn là cho cô chú anh chị những cái tác phẩm vô cùng tuyệt vời, mà giá thì siêu rẻ luôn ạ. Hình này em gọi là cái hình bao nhiêu nhỉ? Có những cái cây thì đã nhú nụ ra rồi cô chú anh chị ạ. Này, có những cây thì đang bật nụ ra như thế này rồi này. Có những cái thân thì nó chưa nhá cô chú anh chị nhá. Thân thì chưa ạ. Đây, sưng nụ này. Nói chung là với cái tầm nụ hay là đã bật nụ hoặc là chưa bật nụ, chuẩn bị bật nụ thôi thì cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa rất là trọn vẹn. Chứ còn đợi cái nụ nó mà lớn thì khi mà vận chuyển đóng gói nó sẽ bị rụng nụ ra mất thôi cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị mà có muốn sưu tầm ấy, thưởng thức ấy thì đừng bỏ qua giai đoạn bây giờ đi ạ. Đẹp lắm. Hình này em gọi là cái hình 33 này cô chú anh chị này. Chậu này có 5 thân nhá cô chú anh chị nhá. 5 thân này. Chắc chắn cho cô chú anh chị một có một giò lan thân đều lắm cô chú anh chị. Thế cũng rất là đẹp nữa. Chắc chắn là cô chú anh chị một cái giò lan Tết đẹp mộng mơ luôn. Không có điều gì tuyệt vời hơn với một giò lan vào những ngày Tết đến. Một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa sắc đẹp cũng như là cái hương thơm của nó. Tạo ra một cái không gian tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu này 5 thân ạ. Và giá em đang bán chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Quá là rẻ luôn đúng không ạ? 120.000 thôi ạ. Tiếp theo ạ, làm cái giò hoa tươi và vừa có hương vừa có sắc mà giá thì rất là rẻ. Hình 34 này, cái chậu này em đang có 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. 4 thân. Chậu này em bán là 110.000, chi chít là nụ luôn. Và hình số 35 ạ, em cũng đang bán là 110.000 cho cô chú anh chị nhé. Đang nụ này, cái chậu này cũng đang có 4 thân. Đấy, cái thân này thì bị gãy cái đầu ngọn đi một chút xíu. Đây. Gãy đầu ngọn một chút xíu, chậu này em bán 110.000 và chậu tiếp theo 36 này. Với giá là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. 2 4 6 thân ạ. 2 4 5 thân, 6 thân. Vài thân nhỏ nữa. Và chậu tiếp theo, chậu số 37 này cô chú anh chị này, mập nụ cực đẹp luôn ạ. Quá là mê luôn, nhìn cái nụ rất là mê luôn ấy cô chú anh chị. Cái chậu này 2 này, 4 này, 6 thân tổng ấy cô chú anh chị nhá.
2, 4, 6 thân tổng cả ngắn cả dài. Em xin phép bán chậu này với giá là 120.000 ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 38 ạ. 38 ngắm nụ là mê luôn cái chậu này này. Nụ đều lắm luôn đấy cô chú anh chị, ngắm nụ là mê luôn ạ. Đều tăm tắp luôn. Chậu này có 5 thân nhá cô chú anh chị nhá. Em cũng xin phép được bán là 120.000 cô chú anh chị ạ. Nụ ngắm nụ là mê luôn ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu số 39 ạ. 39 này, chậu này có 3 thân to bự luôn và cũng nụ cũng đang rất là đều. Chậu này xin phép bán 110.000 đi ạ. 110.000 chắc chắn rằng không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái vẻ đẹp hương thơm của nó. Ôi cái chậu này có 3 thân to đùng mấy thân này bị gập mất một thân. Em bán 100.000 cho chậu này nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 cho chậu long cánh trắng họng hồng này đi ạ. Giả hạc chớp Mỹ đi ạ. Cũng là dòng hoa mà bảo hành chuẩn hoa Tết. Cô chú anh chị nào không thích hàng trắng thì có thể lấy những cái bông hoa cánh tím chớp độc đáo như thế này. Cũng sai bông từ gốc đến ngọn và cũng vô cùng thơm nhá cô chú anh chị nhá. Không có điều gì tuyệt diệu hơn khi mà sở hữu những cái giò lan như vậy trong những ngày Tết đến đâu ạ. Và bên này thì em đang có cái hình này gọi là cái hình số 41. Hàng này cũng bảo hành chuẩn cho cô chú anh chị là hoa Tết luôn ạ. Có những cây đã nhú nụ và có những cây thì cũng chưa nhá cô chú anh chị nhá. Có những cây chưa. Nhưng mà cô chú anh chị đừng lăn tăn việc là nó nhú nụ hay chưa nhú nụ ạ. Bởi vì với những cái thân căng đẹp như thế này thì không có lý do gì mà nó không cho mình những cái bông hoa đẹp, đẹp mê đâu ạ. Có những cây đang nhú nụ rồi. Cái chậu này là gọi là chậu 41 này. Chậu 41 này 2, 4, 6 thân em bán 150.000. Và chậu 42, chậu này 2 thân to bự nhá. Em bán 100.000 thôi. À, hàng này thì cũng đang bắt đầu là sưng nhú nụ hết rồi đây cô chú anh chị này. Có những thân đã nhú nụ và có những thân chưa nhú nụ. Cô chú anh chị cứ chờ đợi giúp em nhé. Tiếp theo ạ là hình 43 này. 120.000 cho chậu này. 3 thân đẹp mê mẩn. Thân to mập nú luôn. Và hình số 44 ạ cũng là 3 thân nhá. 3 thân to đùng luôn và thêm một thân ngắn hơn. Chậu này em bán với giá là 140.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 43, 45 này. Chậu này có 4 thân to đùng luôn. 140.000 ạ. Và chậu số 46, 160.000 cho chậu này. 5 thân đẹp mộng mơ. Và chậu số 47 ạ. 5 thân ạ, 140.000 ạ. Và chậu 48 cũng là 2, 4, 5 thân. 140.000 cho chậu này, 150.000 cho chậu này. Còn đây là trầm rồng đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ đi ạ. Cô chú anh chị nào đã từng mua thân trầm rồng đỏ vài trăm nghìn chưa ạ? Tết đến xuân về, những cái giò lan trầm rồng đỏ với sắc hoa đỏ thắm thực sự rất là phù hợp để chơi những ngày Tết cũng như là những ngày đầu xuân năm mới đúng không ạ? Mặt bông trầm rồng đỏ nhá, như là trầm rừng luôn mà bông hoa của nó to hơn. Ở đây thì em đang có cái hình này gọi là chậu thân mập lắm luôn đấy cô chú anh chị. À, thân to như ngón chân cái luôn ạ. Siêu đẹp luôn. Hình này em gọi là cái hình 26 này cô chú anh chị này. 2, 4, 6 thân nhé cô chú anh chị nhé. 6 thân trầm rồng đỏ này. Xin phép em bán là 120.000 ạ. 120.000 cho chậu 26 nhé. Và chậu số 27 này cô chú anh chị này. Cũng 120.000 luôn ạ. 5 thân đều tăm tắp luôn. Mập nú luôn ạ. Hàng đang bắt đầu xuống lá rồi. Đẹp chưa cô chú anh chị. Và chậu tiếp theo là chậu số 48. 110.000 chậu này. Chắc chắn rằng không làm cô chú anh chị mình cảm thấy thất vọng tí nào luôn. Chậu tiếp theo là chậu 49. Có 2 thân thôi, 2 thân to mập đến cả 80cm mỗi thân, to như cái ngón chân cái luôn. Thêm vài thân nhỏ hơn ở đây ạ, 120.000, đẹp mê ly ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 30 này, chậu 30, 110.000 cô chú anh chị nhá. Chậu 31 cũng với giá là 120.000 đi ạ. 120.000. Và chậu số 32 cũng với giá là 110.000. Và đây sẽ là những cái giò lan địa lan quân tử cô chú anh chị ạ. Những cái chậu địa lan quân tử đẹp mộng mơ. Những cái chậu địa lan quân tử thân lá to mập và lá nhăn ngắm đẹp như này. Một cái dòng lan mà vừa thanh lọc không khí nhá. Và vừa tạo thanh lọc không khí tuyệt vời luôn đấy ạ. Tạo không gian xanh cũng như là mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Chậu như vậy chỉ có 70.000 cho một chậu thôi. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu kiều tím Thái cô chú anh chị ạ. Những cái bông kiều tím mà chắc chắn rằng không làm cô chú anh chị mình thất vọng
Cô chú anh chị đang cần tìm những bông kiều tím Thái chuẩn theo đúng nghĩa của nó thì đừng bỏ qua những cây kiều tím Thái nhé cô chú anh chị nhé. Nhiều cái mặt bông kiều tím là cô chú anh chị mua hàng rừng, có thể là nó sẽ không thể nào mà ra đậm đà như thế này đâu, mặt bông sẽ xổ số. Còn cô chú anh chị muốn lấy những cái mặt bông đậm như vậy thì đừng bỏ qua những cây kiều tím Thái này. Và một chậu như vậy là một bụi rất là to, 7, 8, 9, 10 cây ạ. Giá chỉ 180, 70.000 cho một chậu thôi. Hai chậu kiều Lộc Bắc thân mập nũ luôn, với giá chỉ 150.000 cho một giò kiều Lộc Bắc như này. Và bên này thì em đang có những cây đai châu Thái cho cô chú anh chị nào cần tìm mặt bông rất là đẹp như thế này. Và những cái chậu đai châu Thái nhá, một chậu là hai cây đôi, vô cùng là đẹp luôn, to và đẹp như thế này. Giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Và các cái mặt bông của nó này, đai châu Thái này, đủ mặt bông rực rỡ luôn. Em xin phép cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em này. Ở đây em có cái hình này gọi là hình 16 này cô chú anh chị. Đẹp ạ. Đẹp chưa? Có 180.000 nhá. Chậu số 17 này. À, chậu số 15 đi ngược chứ. 180.000 và chậu số 14 cũng là 180.000 này. Và chậu số 13 cũng là 180.000 luôn. Chậu số 12 cũng là 180.000 và có những cây đơn rất là đẹp như thế này. Nhiều cặp lá này, cây này gọi là cây số 11. 170.000 cây rất nhiều cặp lá và cây số 10 cũng rất nhiều cặp lá ở đây. Em bán với giá cũng 170.000 và một cây đăng hoa thơm ngát luôn. Bông hoa tím. Tím rất là xinh thơm ngát và cây này thì lá kẻ này, có cả lá kẻ này nhá. Thế nên em bán là 100.000 ạ. Và cây bên này cũng là một cái cây rất là to, như bà đếm giúp em bao nhiêu cặp lá đi ạ, 170.000. Và cây bên này, một cái cây mà lá nó hơi xấu, em bán thanh lý xả 110.000 cô chú anh chị nhá. Và những cái giò lan dáng hương cẩm báo đi ạ, thơm ngay từ thân lá rồi. Và cái hàng này thì không chỉ đẹp lá mà còn đẹp bộ rễ nữa này cô chú anh chị này. Đó, cái chậu cẩm báo này này, hiện tại em thấy là còn đang nhú nụ luôn ấy ạ. Em bán cái chậu cẩm báo này với giá là 110.000 nhá. Là chậu số 17 đấy ạ. Chậu số 18 cũng với giá là 110.000 này. Chậu số 19 cũng với giá 110.000. Và bên này đây sẽ là những chậu dáng hương đuôi cáo này. Những đuôi cáo ạ. Chậu 3 cây đẹp mộng mơ như này 170.000. Chậu này gọi là chậu số 20 ạ, 170 ạ. Chậu số 21, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Tất cả chậu này 4 cây luôn, 170.000. Chậu số 4, chậu số 22 thì quá đẹp luôn ạ. Cây to khỏe đẹp như này 170. Và chậu số 23 cũng với giá là 170.000. Và chậu tiếp theo 24 cũng với giá là 170.000 này. Chậu 25 cũng là 170 nhé cô chú anh chị nhé. 25 cũng với giá là 170.000 ạ. Duy nhất một cái giò đen đỗ úc mắt đen thôi ạ. Chưa bao giờ em thấy một cái lô đen đỗ úc mắt đen mà sai nụ đẹp như thế này đâu ạ. Sai nụ vô cùng và đẹp như thế này đâu này. Thân nào thân đấy mập căng luôn. Nụ chi chít luôn đi cô chú anh chị đấy ạ. Sai nụ từ gốc đến ngọn luôn ạ. Sai nụ từ gốc đến ngọn luôn, đẹp mê luôn ạ. Chậu này có bao nhiêu thân hoa? 1 này, 2 3 4 5 6 7 thân hoa. Đó, em xin phép được bán chậu này với giá là 180.000 nhé cô chú anh chị nhé. 180.000 cho chậu đen đỗ úc này ạ. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị cái món đặc sản lạp sườn của vùng Cao Bằng quê em, mà năm nào mùa đông đến, Tết đến xuân về, cái món lạp sườn này cũng là món không thể thiếu ạ. Lạp sườn, cái này là tự tay nhà em làm mà hun bằng bã của cây mía. Cô chú anh chị thấy là rất là vàng, rất là đẹp như thế này. Chọn từ cái nguyên liệu là lợn bản rất là sạch và rất là ngon cô chú anh chị nhé. Một túi như vậy em đang đóng gói là nửa kg, cô chú anh chị ăn cả ngày không vài bữa không hết luôn ạ. Và một túi như vậy em đang để giá là 130.000 cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một túi nửa kg. Và 1 kg cô chú anh chị lấy 1 kg là 2 túi đấy ạ. Sẽ là 250.000. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 35.000, 170.000 cho một túi nửa kg. Cái chè ô long này thì là trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m² so với mực nước biển và quanh năm sương mù bao phủ, đảm bảo cô chú anh chị rằng có vị ngon cũng như là ngọt hậu rất là tuyệt vời. Còn bên này chè dây này, túi chè dây như vậy đóng gói nửa kg em đang để giá là 50.000 nhé. Và sang bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho Hoa Lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 trong kg. Duy xanh 50.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. Và Atonic 12.000 cho một gói. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ, Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000 này. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ.
Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 15.000 cho một túi ạ. Và bên này thì em còn có phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi ạ. Bên này thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng với cái dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 nhá. Hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi đấy ạ. Mùi hương của nó chắc chắn sẽ làm cho cô chú anh chị vô cùng thư giãn và dễ chịu luôn. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức cái mùi hương tinh dầu hồi đi ạ. Chắc chắn sẽ làm cho cô chú anh chị cảm thấy hài lòng về cái độ thư giãn và độ tuyệt vời mà nó đem lại. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng mà hôm nay bên em đang có ạ. Đây, em còn có thêm mấy cái hình kiều tím nữa. Cô chú anh chị này, hàng kiều tím em bán thanh lý xả luôn. Lô này em gọi là cái hình số 2. Giá là 150.000 cả một lô rất nhiều như thế này, là một giò đẹp luôn. Hình số 1 em bán luôn 150.000. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi ạ.